Ông Trần Thành Nam, nhà sáng lập ứng dụng gọi xe công nghệ Vivu, xác nhận doanh nghiệp vận tải xe khách Phương Trang đã đầu tư 100 triệu đô la, tức là khoảng 2.200 tỷ đồng vào ứng dụng Vivu và đổi tên thành ứng dụng Vato. Theo ông Nam, dự kiến ban đầu Vato sẽ ra mắt vào tháng 5. Tuy nhiên, việc Uber rút lui khỏi thị trường cũng là một trong các cơ hội cho doanh nghiệp trong nước phát triển, nên ứng dụng này sẽ ra mắt tại Hà Nội và Sài Gòn sớm hơn, ngay trong tháng 4 năm 2018. Thực chất, Vivu đã hoạt động trên thị trường hồi tháng 3 năm 2016, nhưng với tên gọi là FaceCar. Ứng dụng này nổi đình nổi đám với việc gọi được 1 tỷ đô la từ nhà đầu tư Việt Kiều Đức. Tuy nhiên, thương vụ không thành. Ứng dụng này sau đó được bán lại và đổi tên thành Vivu. Đến nay, ứng dụng đổi tên thành Vato sau khi về tay Phương Trang. Ông Nguyễn Trí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang cũng xác nhận việc mua Vivu và đổi tên thành Vato. Với ứng dụng Vato, người dùng không chỉ gọi riêng xe Phương Trang mà có quyền chọn xe của tất cả các hãng như Mylyn, Vinason hay những hãng xe khác.